Bây giờ là 7 giờ 3 phút sáng, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục đọc báo buổi sáng với những bài báo mà chúng tôi đã lựa chọn trong các tờ báo số ra sáng nay để gửi đến quý vị các bạn về những góc nhìn khác nhau của các đồng nghiệp ở các tòa soạn báo in. Hãy cùng đến với những bài báo sáng nay nha quý vị. Các bài về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hay là những giải pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đều là những quyết sách đặc biệt của Quốc hội khóa 15, nhận được nhiều kỳ vọng của các đại biểu Quốc hội, các cử tri và nhân dân cả nước song sự chậm trễ trong việc triển khai các chính sách này hay một số hành vi trục lợi trong dịch bệnh đã làm nóng lên ngày thảo luận đầu tiên về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của kỳ họp quốc hội. Trang 3 của tờ đại biểu nhân dân có bài viết để không lỡ nhịp và bỏ lỡ cơ hội và không có lỗi với nhân dân. Hãy cùng với chúng tôi chích đọc ngay sau đây. Theo bài viết này, thì đại dịch Covid-19 khiến người dân và cộng đồng doanh nghiệp vô cùng khó khăn và vì vậy Quốc hội đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, một kỳ họp đặc biệt chưa có tiền lệ với bao công sức của lãnh đạo đảng, nhà nước, Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành, địa phương và các đại biểu Quốc hội thông qua nhiều cơ chế và chính sách hết sức kịp thời và cần thiết. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông, Đoàn Bình Thuận, kỳ họp bất thường lần thứ nhất chứng tỏ Quốc hội luôn đồng hành với chính phủ để giải quyết những khó khăn vướng mắt mà thực tế đất nước đặt ra, trong đó đáng chú ý là việc ban hành nghị quyết số 43 trên 2022 QH15 về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trước câu hỏi chúng ta có lý do để chậm triển khai thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội hay không, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cho rằng không có nhiều lý do để chậm. Và trên thực tế do mục tiêu phục hồi được đặt ra cùng với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nên về nguyên tắc dòng tiền của các gói chính sách tài khóa tiền tệ được Quốc hội quyết định kể cả đầu tư phát triển phải được hấp thu ngay vào nền kinh tế nước ta trong năm nay thì mới là tối ưu. Cụ thể thông tin về việc viết để không lỡ nhịp, bỏ lỡ cơ hội và không có lỗi với nhân dân mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 3 tờ đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ ba ngày 1 tháng 6, Quốc hội cũng đã thảo luận tại hội trường về kế quả, kết quả của việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và các đại biểu cũng đã chỉ rõ các điểm tích cực của nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, đề nghị chính phủ phải tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Trên trang số 1 và trang số 2 của báo Lao động cũng có bài viết giám sát thị trường chứng khoán, ngăn chặn thổi giá đất. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Bắc Cạn, giá trị đất đã bị đẩy lên cao khiến cho giấc mơ an cư của người dân trở nên xa vời. Phát biểu về những góc khuất, những tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian vừa qua, đại biểu Thủy cũng chỉ ra rằng tình trạng thắng thầu bỏ cọc thổi giá đất lên cao đã diễn ra khá phổ biến không ít nhà đầu tư đã lợi dụng chiêu trò này để thắng với mức giá đấu cao chót vót sau đó bỏ cọc nhằm kích giá đất thổi giá đất để thao túng thị trường làm lợi cho một nhóm thiểu số điều này dẫn đến nhiều hệ lụy như đẩy giá đất và có những nhà đầu tư lợi dụng để nâng giá trị cổ phiếu trái phiếu. Và nguy hiểm hơn là có những người còn lợi dụng để đánh vọng giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng. Nêu rõ những chiêu trò quân xanh, quân đỏ, thông đồng diệm giá, thắng thầu bỏ cọc, đánh vọng giá đất Thổ giá đất nêu trên đã gây ra những hệ lụy rất lớn đối với nền kinh tế xã hội. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề nghị cần phải mạnh tay xử lý, đồng thời kiến nghị bộ công an chọn một số viên đấu giá đất để xác minh, điều tra làm rõ nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm tội phạm trong hoạt động này. Tiếp theo sẽ là câu chuyện liên quan đến việc xây dựng những dự án giao thông. Thưa quý vị, giá vật liệu xây dựng được công bố chưa sát với thực tế, rồi chi phí quản lý dự án thấp là những nội dung được xem là những bất cập chính trong đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách của nhà nước. Báo pháp luật Việt Nam trên trang chính có bài viết phản ánh về vấn đề này với nhan đề bất cập trong đầu tư các dự án giao thông. Theo đại diện của Bộ Giao thông Vận tải thì thời gian vừa qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh từ nhà thầu liên quan đến các địa phương có các dự án giao thông trọng điểm đi qua công bố giá vật liệu chưa sát với thực tế. Và trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng biến động mạnh tăng cao trong thời gian gần đây, việc công bố giá vật liệu xây dựng thấp hơn so với thực tế đã khiến nhiều nhà thầu có nguy cơ thua lỗ khi thực hiện dự án. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng cho rằng hiện nay nhiều địa phương công bố giá một số loại vật liệu chưa sát với thực tế, thường có mức giá thấp hơn so với giá thị trường chi phí quản lý dự án theo quy định của bộ xây dựng cũng thấp do đó để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đảm bảo bù đắp chi phí trượt giá bộ giao thông vận tải đề nghị bộ xây dựng chỉ đạo hoặc báo cáo chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc xác định công bố chỉ số giá xây dựng kịp thời phù hợp với biến động thị trường đối với dự án quan trọng cấp quốc gia dự án cao tốc bộ giao thông vận tải đề nghị địa phương khảo sát xây dựng và công bố giá vật liệu với chỉ số giá riêng cho từng dự án Thưa quý vị, trong lĩnh vực y tế, thì việc tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kết xét nghiệm và vaccine cũng như là phu thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại một số đơn vị y tế công lập à, hiện nay cũng đã diễn ra trên địa bàn của tỉnh Ninh Bình. Thanh tra của tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ ra một số những tồn tại trong công tác đấu thầu, giá trúng thầu của một số đơn vị, đồng thời kiến nghị ủy ban nhân dân của tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với nhiều cá nhân và tập thể có vi phạm. Trang số 1 và trang số 2 báo lao động cũng có bài viết Ninh Bình giá mua trang thiết bị y tế phòng dịch COVID-19 cao gấp 3 lần. Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thanh tra việc mua sắm thiết bị vật tư y tế sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại 35 gói thầu của 7 đơn vị, gồm có Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quang, Trung tâm Y tế huyện Nho Quang, Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư và Trung tâm Y tế của thành phố Tạm Điệp trong 2 năm, năm 2021 và 2022 với giá trị là 21,5 tỷ đồng. Qua thanh tra cho thấy, việc mua sắm trên thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch covid-19 của hai năm nay còn một số vẫn tồn động. Đặc biệt là đơn giá mua sắm đã có thuế giá trị gia tăng của năm trang thiết bị y tế có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài cao hơn đơn giá sau thuế tại khâu nhập khẩu từ 1,62 cho đến 3,28 lần. Thanh tra tỉnh Ninh Bình kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và 6 cơ sở y tế công lập trực thuộc được thanh tra tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan đến các tồn tại nêu trên. Thưa quý vị, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, giải ngân chỉ sau vài giờ cái này quen quá phải không quý vị? Đó chính là những cái quảng cáo vô cùng hấp dẫn mà các đối tượng cho vay nặng lãi hay còn gọi với cái tên đó là tín dụng đen chào mời những người có nhu cầu vay tiền và đặc biệt là các đối tượng công nhân tại các khu công nghiệp nhẹ dạ cả tin và không ít người đã phải ngậm đắng nuốt cay khi vay tiền từ tín dụng đen. Chúng ta sẽ cùng đến với bài viết cuối cùng được đăng tải trên tờ Đại Đoàn Kết với nhan đề người lao động khốn khổ vì tín dụng đen. Theo bài viết này, thì kết quả khảo sát gần đây do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai cho biết nạn tín dụng đen hoành hành tại các khu công nghiệp trên khắp cả nước, phổ biến ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương. Nhiều công nhân là nạn nhân của tín dụng đen phải vay với lãi suất cao, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, công nhân thành con nợ không có khả năng thanh toán và phải bỏ việc do bị đòi nợ khủng bố dọa dẫm. Và trước thực tế này, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phải phát đi những cảnh báo tới hệ thống công đoàn trên cả nước nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các đoàn viên, công nhân lao động. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có hướng dẫn yêu cầu các cấp, công đoàn tập trung vào việc thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, trong đó cần chăm sóc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động như là tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động gặp những hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn công nhân lao động sử dụng tài chính có bản thân hiệu quả nhất. Dù vậy, nạn tính dụng đen vẫn tìm cách len lỏi sâu trong khu công nghiệp và khu chế xuất, ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của người lao động. Và quý vị và các bạn quan tâm đến bài phóng sự này thì xin mời tìm đọc trên trang 6 và trang 7 của tờ Đại Đoàn Kết.